chỉ định lưu phó đời sống i5G. năm G là tên gì? Dạ, Lê Thị Dạ Thảo. Rồi, mời bạn Dạ Thảo. Bạn Dạ Thảo có chứ hả? Dạ, đây là em xin nghe ạ. À rồi, bây giờ câu hỏi chúng cho cả hai lớp, nhưng mà Dạ Thảo đại diện trả lời trước. Chúng ta học từ I1 tới I5 rồi, giả sử có một người nào đến hỏi nhiễm trùng là gì? Tôi có người quen nằm ở bệnh viện mà nghe nói mổ xong bị nhiễm trùng. À, như vậy thì hỏi cô Thảo là nhiễm trùng là gì thì em trả lời sao? Dạ, thưa thầy, nhiễm trùng là một trường hợp là khi cơ thể bị nhiễm vi khuẩn và khi mà độc tính của vi khuẩn đó gây nên các biểu hiện trên cơ thể, ví dụ như là sốt. Với các biểu hiện sốt sốt cao với bạch cầu máu trong máu tăng. Hết rồi ạ. Rồi, cảm ơn Dạ Thảo. Nhưng mà ở đây thầy là chữ nhiễm trùng á, là hỏi chung cho tất cả các vi sinh vật gây bệnh cho sống riêng cho vi khuẩn. Thế thì bây giờ bị COVID có gọi là nhiễm trùng không? Đấy, nhiễm SARS-CoV-2. Thảo? Dạ, cũng gọi là nhiễm. Cũng gọi là nhiễm trùng, phải dạ. không? À, dạ. Vậy thì theo định nghĩa của Thảo, thì anh thấy nếu một người tình cờ phát hiện mình bị có virus viêm gan B trong máu, ví dụ như các bạn đi hiến máu, và trước khi hiến máu người ta làm một số thực nghiệm thì thấy có một bạn là có HBs AD dương tính thì họ không nhận máu, nhưng mà đồng yeah. thời họ khuyên bạn đó là có nhiễm virus viêm gan B nên đến chuyên khoa để tư vấn và theo dõi, thì yeah. bạn đó cũng đến chuyên khoa thì được các thầy cho đi xét nghiệm chức năng gan, cho làm siêu âm, cho làm đủ tất cả các xét nghiệm liên quan tới bệnh viêm gan siêu vi B. Kết yeah. quả trừ con virus là có mặt trong cơ thể, còn tất cả đều bình thường. À, như vậy thì bạn có bị nhiễm virus viêm gan B không? Bạn đó. Dạ, nếu mà có kết quả là HBs AD dương tính là bạn đó có bị nhiễm con virus viêm gan B ạ. À, thì nếu như vậy thì định nghĩa nhiễm trùng trong trường hợp này là không có rối loạn, không có bạch cầu tăng, không có rối loạn gì trong cơ thể cả, phải chưa? Yeah. À, như vậy định nghĩa của Thảo không sai, nhưng mà chưa đầy đủ vì nó không bao gồm tất cả các trường hợp. Yeah. Đúng không? À, yeah. Vậy thì em mời một bạn khác, bạn trai ưu tiên mời lớp khác đi, em lập gỡ mời bạn khác để trả lời câu hỏi tiếp, bổ sung cho câu hỏi của em. Dạ, em mời lớp trưởng lớp khác, anh Võ Kiên Trinh ạ. À rồi, mời Võ Kiên Trinh. Dạ, dạ em nghe. Rồi, em vừa nghe cuộc tranh luận giữa thầy và bạn Thảo, em có ý kiến gì bổ sung cho bạn Thảo đi, về thể nhiễm trùng là gì? Dạ thầy, thảo nếu mà chỉ đơn giản nói là nhiễm trùng thì đó là một trường hợp mà cơ thể nhiễm một vi sinh vật nào đó. À, nhưng mà thế nào là nhiễm? Thế nào là nhiễm một vi sinh vật? Phải biết định nghĩa của em thì không có sai yeah. chữ năng hết, nhưng mà em chỉ thấy chữ trùng bằng chữ vi sinh vật trong dễ rộng hơn về đối tác thôi. Dạ thầy, thà em là nó có bằng kính về nhiễm vi sinh vật. À, có bằng chữ vi sinh vật. Dạ. À, ở trong cơ thể. À, nói như trên thì là tất cả chúng ta đấy đều có thể là đang nhiễm trùng cả. Trong hầm chúng ta có một số vi khuẩn và virus không? Dạ có. Trong ruột chúng ta có không? Dạ có. Có. Trong các xoang tự nhiên, âm đạo của phụ nữ hay mũi có không? À có. Dạ, có. Như vậy hỏi ra mình bị nhiễm trùng hết trơn. Định nghĩa của em không sai nhưng mà rộng quá. Định nghĩa dạ. của Thảo thì không bao phủ hết. Định nghĩa của em thì quá rộng cho nên nó cũng không thực tế và không được. Bây giờ em mời thêm bạn nữa đi. Dạ, lập gơi, lập hạt đấy. Tuy em mà nữ cái đã. Dạ, em mời là phó đối sống Y Nắm Hạt ạ. Bạn Thủy Lan rồi. Rồi, mời Thanh hả? Dạ, Hạnh. Hạnh, Hạnh, mời bạn Hạnh. Dạ, em có. Rồi, Hành dạ. Bổ sung cô trả lời đi. Ý, bạn Thảo dạ. trả lời rồi, bạn Kiến Trinh trả lời rồi. Dạ, em nghĩ là
ta có sự hiện diện của vi sinh vật trong cơ thể và gây nên những cái rối loạn. Nếu nó không rối loạn thì có nhiễm trùng không? Dạ, nếu như không rối loạn thì là không phải là nhiễm trùng. À, không phải nhiễm. Vậy thì trường hợp đầu tiên thầy ví dụ như bạn nào đó mà bị hạt mẹ ta thấy dương, tức là có virus viêm gan bên trong người, nhưng chức năng gan bình thường, cả gì bình thường hết, chưa rối loạn gì hết. Vậy bạn nào có bị nhiễm không? Khó phải không? Khó. Vì nếu như mà em trả lời là có thì thay là hỏi lại thế thì có coli, coli ở trong ruột thì có nhiễm không? Thì rất khó trả lời. Phải không? Thì thế này, không phải riêng ba bạn mà các bạn thấy khó. Mà nhiễm trùng là gì? Là một định nghĩa mà tổng rất nhiều giấy mực và nhiều bộ óc lớn trên thế giới đã tham gia định nghĩa và cãi nhau chỉ trẻ đến mức năm 1992. Có lẽ khi đó các bạn vẫn còn trong vũ trụ, thì một hội nghị toàn cầu về định nghĩa nhiễm trùng và các vấn đề liên quan đến nhiễm trùng được tổ chức ở London trong vòng 5 tới 7 ngày để bàn về cái này thôi, và cuối cùng là ra một bản đồng thuận consensus. Đồng thuận nó chưa chắc đã đồng hết, điều ít nhất cái nào là cái định nghĩa tốt nhất được đưa ra năm 1992 và phổ biến cho toàn thế giới. Khi phổ biến xong thì là nhiều nhà trường đại học, nhiều tạp chí đều lấy đó làm tiêu chuẩn, nhưng mà cũng có một số ý kiến trong thực tế họ thấy không đúng, nên họ phản bác lại. Và năm 2002, 10 năm sau, một hội nghị lần hai được mệnh danh là sepsis 2. Sepsis có nghĩa là nhiễm trùng có biểu hiện toàn thân. Sepsis 2 được triệu tập để bổ sung lại những ý kiến chưa hoàn bị của năm 1992. Và đến 2012, người ta gọi là sepsis 3, hội nghị về sepsis 3 cũng được tổ chức để hoàn chỉnh hơn nữa. Và gần đây nhất là 2016, thì một cái hội nghị không rộng rãi như trước mà chủ yếu là của những nhà làm ICU cũng đưa ra định nghĩa về sepsis, là nơi mà họ ICU là nơi họ phải tiếp nhận nhiều nhất các cái bệnh thập tự nhất sinh do nhiễm trùng. Họ đưa ra định nghĩa mãi cho đến hôm nay. Thì mặc dù các vấn đề liên quan đến nhiễm trùng như sepsis, như sốc nhiễm trùng, như vân vân thì có thay đổi quá cả 4 lần, 3 hội nghị toàn thể và 1 hội nghị cục bộ hơn. Nhưng mà định nghĩa nhiễm trùng là gì thì từ 92 đến nay người ta vẫn phải đồng ý với cái định nghĩa đó. Thì định nghĩa đó như sau: nhiễm trùng là tình trạng có mặt vi sinh vật ở trong nội mối của cơ thể. Bây giờ các em học sinh lý rồi, thế nào là nội mối? Nội mối, cơ thể chúng ta một sinh vật đa bào, chúng tập hợp lại, các tế bào tập hợp lại sống với nhau theo một sự phân công chặt chẽ. Tế bào nào làm việc gì, đóng góp việc gì cho toàn cơ thể và nhận lại gì từ các tế bào khác đem tới. Nó tổ chức thành ra các mô, và các mô tổ chức thành ra các cơ quan tổ chức thành ra các hệ thống, và nó gắn kết lại với nhau trong một môi trường, ví dụ như là giang bào, và liên hệ rất chặt chẽ với nhau qua nhiều phương tiện, thần kinh, nội tiết, các cytokine, tuần hoàn, vân vân. Thì những gì mà tiếp xúc với bên ngoài thì được gọi là ngoài môi, dù nó đang nằm sâu trong người. Ví dụ như là đường tiêu hóa của chúng ta, thì cái lòng tiêu hóa từ miệng cho đến hậu môn, cái chỗ mà thức ăn chúng ta đi qua được, chúng ta đưa ống nội soi vào được, thì đó là ngoài môi. Đường hô hấp chúng ta từ mũi cho đến tận phế nang, chỗ mà không khí đi vào đi ra là ngoài môi. Nhưng mà kể từ lớp niêm mạc trở vào trong, từ lớp da chúng ta trở vào trong là nội môi. Thì cái phần trong đó, kể từ lớp niêm mạc hay từ lớp da, hết lớp sừng vào bên trong, trở vào đến trong cơ thể, là nơi mà các tế bào sống với nhau trong môi trường riêng biệt.
Người ta nói nói chỗ đó không thể có cái gì là khác hơn là những tế bào, những chất của cơ thể sinh ra mà thôi. Đó. Nếu có một vật lạ đó thì ta gọi là dị vật. Và nếu dị vật đó là một sinh vật, một vi sinh vật thì ta có nhiễm trùng. À như vậy thì nhiễm trùng là tình trạng mà có vi sinh vật vào ở một vị trí nào đó trong cơ thể mà vị trí đó thuộc vào nội mối của cơ thể. Các vi sinh vật dính trên da chúng ta, tụ cầu hoặc thậm chí là SARS-CoV-2, nếu như mà chúng ta không rửa tay và bám vào một chỗ và chụp vào người thì nếu nó bám trên tay thì chưa nhiễm trùng bởi vì nó đang còn bên ngoài, nhưng mà nếu chui sâu vào được lớp qua khỏi lớp thường bì của da vào được phía trong thì là có nhiễm trùng. Cái gì bắt đầu gây tương tác đến mặt bên trong của cơ thể mà do vi sinh vật thì ta gọi là nhiễm trùng. Còn nó có tương tác nhưng mà nó vẫn không xâm nhập vào, độc tố cũng không gì không nằm ở ngoài thì ta gọi là chưa nhiễm trùng. À, như vậy đó là định nghĩa của nhiễm trùng. Còn khi mà sự hiện diện của vi sinh vật ở nội mối như vậy gây nên các phản ứng bất thường, có thể do cơ thể sinh ra, ví dụ phản ứng viêm, có thể do chính độc tố hay những chất của vi sinh vật tiết ra, hoặc là do nó tấn công các tế bào của chúng ta tùy theo hoàn cảnh virus hay vi khuẩn đó, và nếu có các rối loạn thì ta mới gọi là có bệnh. Vậy thì bệnh nhiễm trùng là các rối loạn hoặc tại chỗ hoặc toàn thân do sự hiện diện của các vi sinh vật trong cơ thể, tức là các rối loạn tại chỗ hay toàn thân do nhiễm trùng. Vậy thì nhiễm trùng có thể không gây rối loạn thì ta gọi là nhiễm trùng nhưng mà chưa có triệu chứng hay không có triệu chứng, và thường chúng ta gọi đó là người lành mang trùng. Thường thôi chứ không chính xác lắm. Đó. Trong trường hợp bạn nói trên có mặt virus viêm gan siêu vi B trong cơ thể nhưng chưa có gây rối loạn cho cơ thể, chưa có dịch thì bạn chưa có bệnh, nhưng mà bạn có nhiễm virus viêm gan B và đó là nhiễm trùng chưa có triệu chứng. Một lúc nào đó cơ thể tỉnh giấc không dung nạp nữa, coi như là điều động các hệ miễn dịch đến để tấn công các virus đó, thì ta có hệ giai đoạn dung nạp và chuyển qua giai đoạn có bệnh. Lúc đó thì men gan sẽ tăng, hoặc là một thời gian sau rất dài đùng một cái bệnh có các rối loạn ở gan, khi khám thì đã thấy sơ gan rồi hoặc là có một khối u ác tính gọi là ung thư gan. Vì vậy cho nên nếu bây giờ chưa có gì hết thì ta gọi là nhiễm trùng chưa có triệu chứng, vì ta biết chắc nếu để yên thì sau này sẽ có triệu chứng. Còn có những trường hợp có những người mang suốt đời một loài vi sinh vật nào đó thải ra môi trường nhưng bản thân họ không rối loạn gì hết thì ta gọi đó là người lành mang trùng. À, như vậy là nói về nhiễm trùng và bệnh nhiễm trùng. Trong nhiễm trùng thì các em thấy nếu như các bạn đi thăm một bệnh nhân uống ván thì các bạn có lo lắng không? Và rồi là đến phiên bàn nào đó bằng lớp phò học tập của lớp Thủy phải không? Dạ đợi. Tiếng ạ. À. Tiếng hả? À em chỉ bàn khác đi. Dạ thưa thầy là em ơi bàn gia tính bên lớp G. Xin lỗi thấy ồn, chúc bàn gì? Dạ bàn gia tính bên lớp G. Rồi, mời bên lớp G bàn gia tính hả? Dạ gia tinh. Gia tinh dạ, em, rồi mời. Em ạ. Mời em lớp trưởng đúng không ạ? Dạ. À thầy em phân biệt giữa bệnh nhiễm trùng và bệnh truyền nhiễm như thế nào? Dạ thưa thầy là dạ như đã nói thì bệnh nhiễm trùng là nó các rối loạn tại chỗ hay toàn thân cho cái vi sinh vật ở trong cơ thể. Rồi. Thì theo em thì bệnh truyền nhiễm là cũng là một trong bệnh nhiễm trùng, nhưng mà nó có khả năng là có thể chuyển được cái vi sinh vật gây bệnh ở người đang bị nhiễm trùng hoặc là đang có vi sinh vật trong cơ thể sang một người khác mà chưa có bệnh hoặc là chưa có bị nhiễm cái chưa có bị nhiễm trùng. Rồi. Tức là
Bệnh nhiễm trùng có hai loại. Loại là người nào mắc bị nhiễm từ môi trường thì ráng chịu. Nếu mà có bệnh là từ người và người có bệnh hay từ nguồn bệnh có thể truyền lấy cho một người khác. Nói cụ thể hơn là lấy cho một cá thể khác. Và đôi khi là mình lấy cho động vật. Thì đó là những bệnh truyền được. Đấy nè. Nên gọi là bệnh truyền nhiễm. Đúng rồi. Cảm ơn. Nhân tiện thì thầy hỏi tiếp đó. Luôn. Thế thì đối tác của chúng ta là các vi sinh vật. Vì mình vừa định nghĩa nhiễm trùng là sự có mặt. Bây giờ các em đã vi sinh, ký sinh trùng rồi. Vậy thì em kể tên các nhóm vi sinh vật có thể gây bệnh nhiễm trùng cho chúng ta xem. Các nhóm lớn đó, ví dụ như ký sinh trùng, vi nấm đó, vân vân. Dạ, thưa thầy, là một số nhóm vi trùng và vi sinh vật có thể gây bệnh là như là nhóm virus, đúng rồi, vi khuẩn, vi khuẩn, vi nấm, vi nấm, ký sinh trùng, ký sinh trùng. Có gì nữa không? Biết thêm gì nữa không? Dạ, có những cái dạng prion. À, prion là gì nhỉ? Dạ, vì nó em chỉ đọc thôi, em chưa có rõ nó mà nó gây bệnh. Mọi người bạn đây đã được gửi đến cho các bạn rồi. Bây giờ prion gây bệnh gì? Dạ, thầy là thêm biết thì prion lại có một loại prion gây bệnh bò điên. À, đúng rồi. Prion là gây bệnh bò điên. Rồi. Nhưng mà prion thực chất không phải là sinh vật. Dạ. Prion thực chất không phải sinh vật bởi vì nó không hề chữa mã di truyền. Cho đến nay, các sinh vật được gọi là sinh vật khi nó có thể nhân lên khi có đủ điều kiện, nhân lên thế hệ sau với những đặc điểm chung giống như nó, tất nhiên không giống 100%. Đó. Đó. Có những đặc điểm giống như nó được gọi là sinh vật, và khả năng nhân lên đó thường thường là do mã di truyền mà người ta đã tìm được, hoặc là DNA hoặc là RNA. Thì prion không có DNA, RNA gì cả. Không có gì hết. Bản chất nó là các acid amin nối lại với nhau thành một chuỗi polypeptide ngắn và nhỏ thôi. Hình dưới này là hình dây này, kèm chọn mũi tên tên anh chị đó. Đây là cấu trúc của một prion. Đó. Cấu trúc prion ở mô hình dây, tức là các cái đường nối này nói lên các cái nối liên kết giữa các phân tử của nó mà thôi. Số lượng đơn giản lắm. Chính vì đơn giản cho nên prion không cần tiêu hóa. Sở dĩ chúng ta thịt bò vào, chúng ta nấu thịt bò lên là để cho nhiệt độ nó làm tách ra các nối bậc 3, bậc 4 để cơ thể chúng ta có đủ sức để tiêu hóa. Chứ không phải ăn thịt sống thì hầu như rất khó vì không cắt nổi hết. Rồi vào trong cơ thể dịch vị và các enzyme tiêu protein của mình như enterobina, chymotrypsin và vân vân, nó sẽ cắt các cái acid amin thành chuỗi protein dài thành những đoạn ngắn hơn, và khi còn những đoạn ngắn và các acid amin thì nó sẽ hấp thụ được vào trong các tế bào niêm mạc ruột và theo tĩnh mạch cửa để về gan. Vậy thì prion là một polypeptide ngắn. Cho nên nó không bị tác động bởi nhiệt nữa. Nhiệt chẳng có là để làm bể ra cả, đứt ra cả cái nội cấu trúc protein bậc 3, bậc 4 thôi. Nó cũng bị tiêu hóa cho nên nó hấp thụ trực tiếp vào trong máu. Cho nên nó thuộc loại khó diệt nè. Bây giờ, thôi thì chính chỉ bàn khác đây, để thầy hỏi. Dạ, dạ thầy, nãy bạn Tiên chưa có trả lời đó thầy. Em gọi được bằng tín chưa trả lời hả? Dạ. Rồi bằng tín đâu? Mời dạ bạn không, em à? Hả? Dạ không, em nãy bạn Tiên á. Bạn Tiên nãy như chưa trả lời. Em gọi lại bạn đó. Rồi em gọi lại. Bằng Tiên hả? Dạ. Rồi Tiên. Mời Tiên. Tiên đâu rồi? À dạ thầy. À rồi, bây giờ thầy hỏi em này. Các acid amin ở trong người mình á, có khi nào em cầm một chai đàm chứ, năm từ năm rồi, có khi nào em nhìn thấy một chai đàm truyền cho bệnh nhân ở bệnh viện chứ? À
Dạ thưa thầy, dạ rồi. À rồi, em có để ý thành phần của mỗi trái đàm nó có tên cả cái chi không? Cả axit amin không? Dạ thưa thầy là trên các trái đàm thì có các thành phần giống như là albumin. Tin nữa. Dạ các có ví dụ như là alanin, isoleucine rồi có không? Tức là tên các axit amin nào? Dạ cái nữa là em cũng để ý rõ lắm. Để đàm chứ hẳn là albumin, truyền albumin khó lắm. Bởi vì albumin mà nếu khác là cái phản ứng diễn, vì albumin là một protein to rồi của bò khác, của ngựa khác, của người khác. Nhưng mà truyền axit amin thì được. Cả cái chai như Moriamin của Nhật ấy, trước cả em nghe an vẹt xin là đều là axit amin. Mà nếu cầm thì các bạn có để ý rằng là thành phần axit amin đó luôn luôn có chữ L ở phía trước. Ví dụ L alanin, L lysin, L phenin alanin có chữ L. Chữ N đó là gì có biết không? Tiếng biết không? Dạ thưa thầy, là chữ thay nói lại giúp em cái chữ cái tên cái... trước các axit amin trong các cái chai đàm để truyền cho bệnh nhân bị suy dinh dưỡng. Dạ. Trước các axit amin thường có một chữ L hoa. L ngang rồi mà cái tên axit amin, em có biết chữ L nữa là gì không? À dạ, tôi thấy là dạ em cũng chưa biết là thầy nữa. À rồi, rồi tiếng gọi một bàn trong lớp đi cho biết là bàn nam mà thuộc loại là gạo bay nhất hoặc là kiến thức ngon lành nhất, gọi thử để thầy hỏi cái này có để ý không? Bởi vì cái này thầy sẽ giải với ông là gì? Dạ thưa thầy là em xin mời bạn, dạ bạn Trưởng Văn Đức ạ. À rồi, bạn Đức đâu? Đức thử trả lời hồ cho tiếp câu hỏi của thầy. Dạ em nghe thầy. Rồi Đức, em có để ý rằng các axit amin dùng cho chúng ta, dùng cho người, ví dụ như trong các cái chế đàm á, thì trước chữ tên của axit amin, ví dụ như alanin, isoleucine, lysine, phenylalanin đều có một chữ L hoa và dấu ngang. Và thầy hỏi chữ L nữa là gì? Dạ thầy, theo nghĩ là chữ L đó nó gồm những cái loại amino acid mà có vai trò một quan trọng cùng một biểu một nhóm. Không phải, chữ L nữa là chữ left, left là bên trái, hoặc tiếng Latin là level là bên trái. Tất cả các axit amin đều có đồng phân và đồng phân quang học của nó là quay phải và quay trái, giống như hai bàn tay chúng ta là hai đồng phân phải và trái, nó giống nhau, giống nhau về cấu trúc nhưng mà hướng ngược nhau. Chúng ta không để hai cái chồng lên nhau cùng một phía được. Nếu chúng ta để cùng một phía như thế này á, thì ngón út và ngón tay này sẽ chồng lên ngón cái và tay kia. Còn nếu chúng ta để chồng được các ngón với nhau như thế này thì ngược hướng, một cái quay mặt về bên phải, cái quay mặt về bên trái. Người ta gọi đó là đồng phân quang học. Họ học hữu cơ năm thứ nhất và năm 12 có học rồi, được gọi đồng phân quang học. Thì đồng phân quang học là khác nhau về chiều trong không gian cho nên không ráp nối với nhau được. Tất cả các cấu trúc axit amin trong cơ thể chúng ta đều ở dạng quay trái. Nếu chúng ta được đưa vào các axit amin ở dạng quay phải thì chúng ta không sử dụng được. Cho nên về mặt sinh hóa thấy đủ chất mà cơ thể vẫn suy dinh dưỡng bởi vì không sử dụng được nếu đó là các đồng phân quay phải. Đó, điều này nhớ như vậy. Thì prion là một polypeptide gồm các axit amin nhỏ nhưng mà quay phải toàn các axit amin, cho nên nó là vô hiệu đối với chúng ta. Mặc dù cấu trúc tên các axit amin và thử tưởng của nó cả gì cũng giống hết, giống như một số chất rất cần thiết cho tế bào chúng ta và chính tế bào của chúng ta tổng hợp được. Có điều cái polypeptide của mình là dạng quay trái thì nó quay phải, cho nên là hấp thụ vào nó có thể chúng ta thì chúng ta vẫn không dùng cái prion này được.
Nhưng à, em nhìn rõ không anh? Bây giờ cơ chế vẫn chưa rõ tại sao là khi chúng ta bị xâm nhập bởi một prion, tức là một nhóm polypeptide quay phải, mà trên hình vẽ người ta vẽ bằng cái màu vàng đây này, mà nó gặp cả cái chất mà do cơ thể chúng ta truyền tổng hợp ra để sử dụng những cái màu xanh này, thì nếu nó gặp nhau được á, đây, thì nó lập tức về mặt quang nó biến cả cái phân tử này quay ngược chiều thành nó quay phải hết. Và kết quả là cái đạm chúng ta ấy ra trở thành ra các cái protein cùng nó thôi, nhưng mà ngược hướng hết. Và như vậy thì tế bào thần kinh này sản xuất ra thì các tế bào tiếp theo không sử dụng được, không nhận được tín hiệu gì hết. À, và như vậy thì coi như tế bào thần kinh đó bị biệt lập, không nhận được cái gì hết và cũng được sẽ chết. Thì trong cơ thể chúng ta khi chúng ta hấp thụ một loại prion như vậy á, thì đa số não tế bào thần kinh là dễ bị nhất, cho nên nó gây nên cái bệnh gọi là sốt não. Mà sốt não thì chúng ta sẽ dần dần mất trí nhớ, chúng ta sẽ hơi sớm. Mà cái này khó diệt, bởi vì như các bạn thấy đó, chúng ta bò bị nhiễm cái này thì trí nhớ của bò dù sơ khai, não của bò bị ảnh hưởng, gọi là bò điên. Nhưng mà nếu chúng ta ăn thịt nó cũng có trong máu của nó, ăn thịt nó thì nấu lên rồi ăn vào cơ thể có tiêu hóa, nhưng mà nó nhỏ ngắn thì nó giống như cả thì nó vẫn không bị hủy hoại, mà nó vào thì nó là gây cho chúng ta hư não luôn. Nên bò điên thì sẽ gây bệnh sốt não nếu chúng ta ăn bò có chứa prion, và người ta gọi đó là hội chứng Jacob-Rutherfield. Chính vì vậy mà trước đấy khi prion xuất hiện ở Anh thì là nền công nghiệp thịt bò của Anh và sau đó châu Âu gần như là tàn, bởi vì các nước không cho nhập nữa. Thị trường Mỹ, thị trường Nhật cách đây khoảng 15 năm. 5 năm vừa qua thì là cách đây 5 năm thì Tổng thống Obama đã cho lệnh gỡ cái dịch, cái lệnh cấm nhập thịt bò của châu Âu, bởi vì không còn chứng minh là không còn là prion ở trong thịt bò nữa được. À, như vậy thầy vừa giải thích xong cho các bạn. Còn một cái nữa đó là varis, thật sự ra đó là một virus chưa hoàn toàn, một virus mà vỏ của nó không có hiệu quả để xâm nhập tế bào khác, cho nên loại của varis cần phải mượn của một virus hoàn chỉnh hơn. Một ví dụ mà các em sẽ gặp trong khi học bài viêm gan siêu vi đó là con delta, hay chúng ta hay gọi tắt là con D. Virus viêm gan D, nói virus nhảy nhảy, không thể tấn công tế bào gan được nếu không mượn được cái vỏ HBsAg của virus B. Cho nên không bao giờ có tình trạng nhiễm viêm gan siêu vi D một mình cả, luôn luôn có mặt virus B kèm theo thì D mới gây bệnh được. Bây giờ chúng ta đi nhanh qua cái kiến thức đại học. Một con virus nó có thể chọn RNA hay DNA làm mật mã di truyền. Và khi chọn DNA, RNA nó cũng có thể chọn là một nhánh đơn thôi. Ví dụ DNA cũng đã là chuỗi kép, nó có thể chuỗi đơn hay chuỗi kép. Chuỗi đơn của RNA thì có hai loại. Nó có thể chọn mạnh dương bản, tức là bản thân nó khi RNA của virus vào trong lòng tế bào thì từ RNA nó làm RNA thông tin luôn tới ribosome để tổng hợp protein luôn, ta gọi là mạnh dương bản. Còn nếu RNA của nó vào trong tế bào vật chủ mà phải tổng hợp thành ra RNA thông tin đổi mã, RNA thông tin đổi mã mới đến ribosome, ta gọi đó là mạng ấm bản. Giống như một mạnh DNA của chúng ta tổng hợp một RNA thông tin, rồi RNA thông tin là đến ribosome vậy. Thì con SARS-CoV-2 của chúng ta hiện nay đang gây dịch á, là một loại RNA dương bản. Vì vậy cho nên virus đó vào trong tế bào biểu mô hô hấp thì nó đến ngay cái chỗ ribosome để tổng hợp các chất cần thiết cho nó ngay, cho nên nó nhanh hơn. Và hai nữa là nó sẽ tạo thành một đài phân tử protein, bởi vì cả một chuỗi RNA nó tới đó nó tổng hợp luôn. Cho nên nếu mình tổng hợp RNA thông tin thì thường một đoạn ren cần thiết thôi,
và sau đó nó cần đến các cái enzyme protease để cắt cái đài phân tử protein đó thành ra các chất cần thiết, các enzyme, các vỏ, các màng vân vân cần thiết cho con virus. Vì vậy cho nên đã có người các em nghe là sử dụng các thuốc kháng enzyme protease trong HIV để cắt, để chữa coronavirus rồi hy vọng biết đâu thành công. Thì phát triển cái hướng đó thì Hoa Kỳ họ đã tìm ra một loại thuốc đặc hiệu hơn mà bản chất cũng là antiprotease, đó là Remdesivir. Nhưng kiểu có dịch thì phải nói thêm. Về mặt lâm sàng thì người ta chia virus theo cái nơi mà nó sẽ gây tác hại nhiều nhất. Ví dụ virus viêm não Nhật Bản B vào là biết bị viêm não. Virus viêm gan siêu vi đó. Vâng vâng. Về vi khuẩn thì chúng ta có hai tình trạng. Giữa vi khuẩn và virus nó khác nhau một điều quan trọng là virus chỉ có nhân, chỉ có axit nhân, tức là mã di truyền với một số enzyme tối thiểu cần thiết. Tất cả mọi việc nhân lên tổng hợp protein tạo thành là nó sử dụng tất cả các chất trong tế bào đích mà nó xâm nhập được. Nó chẳng qua là chiếm hệ điều hành thôi. Chứ còn acid amin cũng của tế bào đích, tức là tế bào vật chủ. Rồi cả cái nucleotide để làm RNA, DNA cũng của tế bào vật chủ. Ngay bộ máy tổng hợp như ribosome cũng của tế bào vật chủ. Nó chỉ chiếm quyền điều khiển. Cũng giống như là các bạn mua thịt, mua rau, mua bún, mua đủ thứ về để các làm bún bò để ăn. Thì con virus vào, nó dành, nó trói các bạn lại. Nó cũng sử dụng bún rau thịt các bạn mua về và bếp ga, bếp lửa chén bát của chính các bạn, nhưng nó không làm bún bò Huế mà nó làm mì Quảng chẳng hạn. Thì còn vi khuẩn thì khác. Vi khuẩn có hai loại, một loại trưởng thành hoàn toàn thì nó dành đất sống với tế bào chúng ta, nó dành những thức ăn của chúng ta, còn bản thân nó đủ một bộ máy giống như một tế bào. Vì vậy cho nên không cần phải vào trong cơ thể sống, vào trong cái môi trường có đủ cả cơ chất, có đủ nhiệt độ, có đủ thức ăn, có đủ tất cả thì vi khuẩn sẽ phát triển được, cho nên người ta mới cấy được. Còn virus muốn cấy là phải cấy trong, đưa vào tế bào mà nó thích hợp, gọi là tế bào sống, nuôi một số mô. Ví dụ muốn cấy virus viêm gan thì phải nuôi mô gan, nuôi một đoàn gan ở trong phòng thí nghiệm, rất khó. Một số vi khuẩn xâm nhập được vào trong tế bào rồi nó thấy rằng bộ máy của nó không hoàn chỉnh bằng bộ máy của tế bào mà nó xâm nhập, thì nó sử dụng cái bộ máy của tế bào xâm nhập, cho nên nó mất dần đi một số cơ quan, chứ nó vẫn khá đầy đủ. Thì ta gọi những vi khuẩn nội bào bắt buộc. Trung gian giữa hai loại này là có các vi khuẩn tùy chọn. Người ta có thể chia theo chuyển hóa là ái khí hoặc là kỳ khí, tùy theo có dùng oxy hay không trong quá trình nhân lên và hoạt động của nó. Về mặt sinh sản thì tiến hóa thì người ta chia có màng nhân và không có màng nhân. Hầu hết các vi khuẩn là không có màng nhân. DNA hay RNA của nó cũng lang thang trong tế bào chất giống như ribosome, những các chất khác, chứ không có một cái bờ màng nhân, cũng có một cung điện riêng giống như là DNA của các động vật trưởng thành. Một số vi khuẩn rất tiến hóa cao, gần đến như kỳ sinh trùng thì mới có thể có màng nhân sơ khai mà thôi. Ngoài ra chúng ta còn dựa vào các đặc tính về hình dạng, về ăn thuộc nhuộm để chia nó thành ra gram âm, gram dương, kháng côn, axit, vân vân. Về sinh sản thì nó có thể sinh sản theo một mặt phẳng 2D, tế bào này liên tiếp tế bào kia trở thành ra chuỗi gọi là liên cầu, hoặc là 3D trở thành ra là tổ cầu. Tiếp theo mình vừa nói qua virus và vi khuẩn, bây giờ đến ký sinh trùng và vi nấm.
một số vi khuẩn được nhắc lại thôi là chlamydia theo thứ tự Mycoplasma rickettsia và các vi khuẩn không có màng nhân và vi khuẩn có màng nhân. Chlamydia là một loại đơn bào nội bào bắt buộc vì chưa tiến hóa lắm. Và trước đây nó gây bệnh mắc hột là chlamydia trachomatis. Hiện nay thì mắc hột ít rồi bởi vì chúng ta có vệ sinh nước uống tốt, vệ sinh rửa rải tốt. Cho ngày xưa dùng áo tù nước đồng thì đa số dân dân ta ở nông thôn đều bị mắc hột do chlamydia trachomatis. Nhưng nó vẫn còn là một vi khuẩn gây bệnh bởi vì ngoài kết mạc mắt nó còn gây bệnh ở đường niệu đạo. Và khi gây qua đường niệu đạo thì nó lây qua đường sinh hoạt tình dục. Vậy chưa vẫn còn lái ra. Đó, đây là một trong những bệnh lấy qua đường tình dục. Mycoplasma là một loài cụm nội bào bắt buộc thường gây bệnh viêm phổi kẽ không điển hình. Rickettsia thì nó gây bệnh cụm nội bào bắt buộc, gây bệnh sột mò, có nhiều loài nhưng được chúng ta là cái loài rickettsia của mình là Orientalis tsutsugamishi, gây bệnh sột mò bụi rậm. Còn các nhóm còn lại là chia làm hai nhóm, 99% là loài không có màng nhân, gọi là pro-eukaryote. Rồi, bây giờ đến phiên Tiến, phải không? Tiến chỉ bàn khác cho thầy nghe. Hả? À, dạ, thưa thầy, nó cái hồi Đức tội à? Bàn khác. À, Đức hả? Dạ. Đức gọi bàn khác đi. Ưu tiên qua lớp. Dạ, bọn. Dạ, bọn Lương với Hiền lớp G. Rồi, mời bạn Hiền. Đâu rồi? Hỏi Hiền con gì đây? Dạ, anh đây ạ. Rồi, nhìn trên màn hình tại chỗ mũi tên thì đứng chỉ con gì đây? Dạ. Là con ký sinh trùng mà em không rõ là con gì nữa thầy. Thì đoán thử. Đây tác hại của nó gây bên đây đấy, cái hình bên đây. Con gì? Dạ, chắc là con ghẻ ạ. À đúng rồi, con ghẻ. Con ghẻ. Con ghẻ, con ghẻ thì nó ký sinh ở đâu? Dạ, trên da. Da. Có con như vậy thì nó thuộc loài ngoài ký sinh trùng hay nội ký sinh trùng? Dạ, ngoài ký sinh trùng. Ngoài ký sinh trùng. Em kể thêm một con nữa ngoài ký sinh trùng xem. Phụ nữ là phải biết cái con tiếp theo đây. Ngoài ký sinh trùng. Nó chỉ ở ngoài thôi, nó không bao trong cơ thể. Dạ, con chỉ, con rần. Đúng rồi, con chỉ. Con rần thì bây giờ chỉ con có rần mú ở một phần sinh dục thôi. Rần nó khác không có nữa. Đó, những con nó chỉ ở bề ngoài của cơ thể. Còn những con này như sạn giấy ý, và những con sạn nội tạng khác nó ở trong cơ thể. Trước đây thì vi nấm cũng người ta đặt vào trong cái nhóm ký sinh trùng luôn. Nhưng vì tính phức tạp và tính tiến hóa của nó so với các ký sinh trùng khác là khác. Cho nên bây giờ người ta đặt vi nấm ra ngoài rồi. Tuy nhiên trong cả cái ký sinh trùng thì ngoài nội ký sinh trùng, ngoài ký sinh trùng, người ta còn chia theo là ký sinh trùng đơn bào, ký sinh trùng do là dung sản. Đó. Và chút sau chúng ta sẽ có bài đại cương về các ký sinh trùng dung sản. À, chúng ta vừa điểm qua các cái nhóm đối tượng gây bệnh đối với nhiễm trùng, tức là các vi sinh vật. Thực sự ra trong cuộc sống của một con người chúng ta luôn luôn gặp các vi sinh vật chúng ta không thấy được. Không khí chúng ta cũng có vi sinh vật. Trên tay, trên các vật dụng chúng ta đều có vi sinh vật chúng ta không thấy được nó dính cả. Và như vậy thì hàng ngày chúng ta tiếp xúc với nó và một số nó dính trên cơ thể chúng ta. Tuy nhiên, nó dính trên cơ thể chúng ta thì nó sẽ có tương tác với mình. Và có ba loại tương tác là cộng sinh, ngụ sinh và ký sinh. Đó. Em vừa trả lời nhìn cái ảnh này luôn. Em thấy rằng ảnh này là nói về cái gì? Ký sinh, ngụ sinh hay cộng sinh? Dạ, cộng sinh ạ. À, vì sao em nói là cộng sinh? Dạ, vì em thấy giống như là mối quan hệ đều có lợi với nhau. Giống như là
hai Con cò. con sếu hay con cò vậy thì nó Con cò. nó trú ở trên con À hạt mà. lá. Ừ. Thì nó Nó được sẽ là có gì? nơi ở hoặc là thức ăn gì đấy, À, thức còn ăn rồi. Con hà mã được cái gì? nó được con này làm cho sạch. À, nó có người coi như là lấy thức ăn ra khỏi răng để khỏi viêm nha chú. Có người ăn dùng cho những con ký sinh trùng ngoài, ký sinh trùng trên giá, rần chạy vé bét vân vân. Ừ. Đó. À, đa số các vi sinh vật tồn tại lâu dài trên cơ thể chúng ta, trên da, trên niêm mạc, trên các xoáng tự nhiên là cộng sinh. Cả hai bên đều có lợi. Ví dụ đơn giản, ở tại trong bộ máy tiêu hóa chúng ta, phần cuối của ruột non và đầu của đại tràng và toàn bộ đại tràng thì có rất nhiều vi khuẩn kỳ khí và một ít là yểm khí gram âm và ải khí gram âm. Các khuẩn chữ mà con quen thuộc nhất với các bạn là con E. coli đó. Nó có rất nhiều công dụng có lợi mà nếu như không có cái đó thì chúng ta cũng mệt. Thậm chí thành phần của các khuẩn chỉ đó bây giờ người ta tìm ra có liên quan đến rất nhiều bệnh mà không ai ngờ. Ví dụ một số bệnh về thần kinh, bệnh về tự kỷ, người ta cũng đang nghi ngờ là có thể do khuẩn gì trong ruột mình khác. Bệnh xơ cứng rải rác, tức là xơ từng đoạn thần kinh gây gây coi như tàn phế. Bệnh Parkinson ở người già, người ta cũng nghi ngờ do các khuẩn gì ở đó gây ra nếu như nó bất thường. Còn các vi khuẩn khuẩn gì bình thường có trong ruột rất quan trọng. Thứ nhất là nó tổng hợp một số chất chúng ta không cần ăn thì cứ hấp thụ và đó tiết ra cũng được, như vitamin K, như một số vitamin B, một số axit amin và axit béo. Điều thứ hai, khuẩn trí của nó giúp chúng ta tránh được một số vi khuẩn xâm nhập vào trong khi chúng ta ăn uống không kỹ lưỡng. Chúng ta nhầm Salmonella, Shigella vào đó cái là khuẩn trí đó nó chết liền nếu số lượng ít. Và như vậy chúng ta ăn bậy cũng nhiều nhưng mà ít khi bị bị bệnh. Nó còn tập dượt thường xuyên báo động để cho bộ máy tiêu hóa, bề mặt của máy tiêu hóa của mình luôn luôn đề phòng, bởi vì nó là có lời đó, nhưng mà nếu như mình không ngăn chặn thì nó tràn vào nội mỗi thì gây bệnh. Cho nên thường xuyên hệ miễn dịch được báo động. Không có nó là hệ miễn dịch ngồi chơi, nó không có việc, nó cũng sẽ gây bệnh từ miệng hoặc là nó tan đi thì cũng mệt. Đó. Một số rất ít mất đi cái tính chất có lợi cho chúng ta nhưng không gây hại thì gọi là ngủ sinh. Còn hầu hết những sinh vật, vi sinh vật là tiến vào được mà tồn tại lâu dài trong cơ thể chúng ta, giành giật với chúng ta môi trường sống và thức ăn hoặc gây rối loạn thì đó là ký sinh, thường đó là đối tác của bệnh nhiễm trùng. À, như vậy là chúng ta vừa nói xong đại cương về nhiễm trùng. Ừ. Nhiễm trùng có thể là có triệu chứng hay chưa có triệu chứng, có thể là mang trùng chứ chưa có triệu chứng gì hết, gọi là người lành mang trùng. Chẩn đoán một bệnh nhân bị nhiễm trùng thì nó có các tiêu chí dựa trên các hội nghị mà thầy vừa kể hồi đầu giờ. Và phần này thì trong bài xếp xích thầy chưa phải dạy, cho nên trong bài thì phải có, nhưng mà điều thầy không nói lại thì để các bạn thầy chưa sẽ nói kỹ hơn. Định nghĩa từ thế nào là hội chứng viêm toàn thân cho đến suy đa phủ tạng nó nhiều mức. Như vậy về mặt tác hại trên cá nhân và cách thức chẩn đoán thì thầy để dành lại cho cái bài xếp xích bài nhiễm trùng huyết, các bạn sẽ được học kỹ hơn. Còn về mặt cộng đồng thì các bạn biết rồi, một bệnh truyền nhiễm có thể xảy ra đơn lẻ từng ca một, nơi này có nơi kia không, theo quy luật nào hết, người ta gọi là rải rác. Còn trường hợp nhiều người cùng bị một bệnh đó thì gọi là dịch. Nhưng mà có những vùng địa phương luôn luôn có bệnh đó, ngày xưa đã có, bây giờ còn có và tương lai còn có. Ví dụ như một số vùng sâu vùng xa hiện nay và Tây Nguyên trước đây luôn luôn có sốt rét. Hễ đến mùa Mê Thuột
về mà sốt là người ta lại coi chừng sốt rét. Bây giờ thì khác rồi, 15 năm nay là khác rồi. Nhưng mà các vùng sâu, vùng xa nó vẫn còn là các em. Đó, để tránh những trường hợp đó. À, cho nên trong những trường hợp đó người ta gọi dịch địa phương là một căn bệnh có nhiều người cùng mắc và tồn tại từ trước, từ rất lâu rồi, bây giờ vẫn còn và tương lai có thể cũng còn, người ta gọi là dịch địa phương. Như vậy dịch địa phương thì không giới hạn về mặt thời gian, nó có thể kéo dài hoài, nhưng giới hạn về mặt không gian, chỉ vùng nào có môi sinh thích hợp cho bệnh đó thì mới có mà thôi. Còn dịch bộc phát là một bệnh trước đấy ít người có, bây giờ nhiều người có cùng một lúc rất nhiều trong thời gian, sau đó từ hết. À. Và nếu cái dịch người ta gọi là dịch bộc phát, ví dụ sốt xuất huyết, hàng năm cứ đến 3-4 năm lần là còn vụ dịch kéo dài từ tháng 11, tháng 12 cho đến khoảng tháng 3, tháng 4, hết cả năm cũng sang năm về lại. Gọi là dịch bộc phát. Và khi dịch lan từ quốc gia này sang quốc gia khác toàn cầu thì gọi là đại dịch. Ví dụ như dịch COVID-19 hiện nay. Ngoài các bệnh nhiễm trùng mà chúng ta đã từng biết rất lâu, từ thời thượng cổ đến bây giờ như dịch tả, dịch hạch, thì trong thời gian gần đây có những bệnh mà mới phát hiện, do thật ra nó có lâu rồi mình biết. Bây giờ nhờ tiến bộ của khoa học, nhờ khảo sát thêm về vi sinh thì chúng ta có các bệnh mới xuất hiện, người ta gọi là mới nổi. Đa số là các virus, vì ngành vi khuẩn học chúng ta đủ phương tiện để phát hiện sớm thì có kính hiển vi điện tử rồi. Đó. Đa số là virus và nguồn gốc từ động vật. Một vài ví dụ như trên màn hình, virus Ha Lần, virus Bovan. Và đặc biệt ở Đông Nam Á chúng ta, kể cả Việt Nam cũng có con virus mà triệu chứng lâm sàng giống như sốt xuất huyết. Người ta gọi là con virus gây hồi chứng sốt nặng kèm giảm tiểu cầu. Mà giảm tiểu cầu thì sẽ kèm theo xuất huyết. Viết tắt theo tiếng Anh là severe fever. Severe là nặng, fever là sốt. Thrombocytopenia, thrombo là tiểu cầu, penia là giảm. Đó, thrombocytopenia syndrome là hội chứng, chữ V sau là virus, viết tắt là SFTSV. Cái này phát hiện 13 năm rồi, ban đầu ở Trung Quốc, lan qua Hàn Quốc, lan qua Đông Nhật Bản và các nước khác. Thì riêng được chúng ta thì bộ môn truyền nhiễm của Huế năm ngoái cũng phát hiện được 2 trường hợp. Đó. Thường thường các con, đây là con virus thầy mới nói, nằm ở phía dưới trên màn ảnh. Con, các cái con này thường do một số ký sinh trùng, côn trùng, coi như là đột người và đạo những trung gian cái bệnh. Cái con mà côn trùng mà có thể mang cái con virus SFTSV của mình á, là những con Thrombophila có thể mang bệnh sụt mò ở Việt Nam. Còn trên hình là một con khác mang cái virus Ha Lần ở Mỹ. Còn những bệnh mà đã tuyệt diệt được rồi, ví dụ như đầu mùa bây giờ có lại thì gọi là tái nổi. Thì trong thời gian gần đây có một số bệnh mà trước đây tưởng hết rồi mà có lại, ví dụ lao, trước đây ở Hoa Kỳ người ta tuyệt diệt được, hầu như có ai mắc. Thì bây giờ có lại nhiều sau cái dịch HIV và kháng thuốc, ví dụ như vậy. Về mặt cộng đồng á, thì ngoài chuyện mới nổi và tái nổi thì không có các cái bệnh mà lan được từ người này sang người khác thì phải có một cái đường lây và tạo thành một cái vòng tròn, người ta gọi là chu trình dịch tễ. Các bạn học dịch tễ học rồi, gồm có những nguồn bệnh rồi đường truyền có thể là trực tiếp từ cá thể này sang cá thể khác. Ví dụ như lấy trực tiếp nhất là qua đường tình dục, lấy gián tiếp qua môi trường, qua nước uống, qua thức ăn, qua không khí, như các bệnh lấy qua đường tiêu hóa, lấy qua đường hô hấp, hoặc là lấy qua trung gian của một sinh vật khác, thường gọi là vector truyền bệnh, như là sốt xuất huyết, dengue do mũi Aedes aegypti.
quá trình xâm nhập của một con vi sinh vật vào trong cơ thể thì nó đòi hỏi nhiều cái. Thứ nhất, trước hết là nó phải bám được vào bề mặt da hay niêm mạc, có bám được đó rồi mới thừa cơ chui vào nội mới được. Chứ con mới bám một xí gọi là bị phổi đi, bị trôi đi cũng được. Cho nên ngay những cái dịch trong cơ thể chúng ta mà lưu chuyển tuần hoàn thường xuyên nó cũng bị nhiễm trùng. Vì nước tiểu chúng ta bình thường không nhiễm trùng, nhưng mà chỉ cần bị ứ đọng do sỏi, do u, do hư cái van của bàng quang chẳng hạn, ứ đọng lại 3 ngày là nhiễm trùng. Khi vào bên trong nội môi thì nó phải gặp cái phản ứng gọi là phản ứng không đặc hiệu của cơ thể. Đó, các bạn học biết rồi. Và nếu chiến thắng được cái hệ đặc hiệu đó mới vào bạch mạch, mới vào máu, rồi theo tuần hoàn đi quanh cơ thể và nó sẽ chọn nơi nào, cơ quan nào, tế bào nào thích hợp nhất với các receptor biểu hiện thích hợp với nó thì nó bám vào và tấn công để gây bệnh. Kết quả khi có mặt của vi sinh vật ở trong cơ thể thì nếu như có hai chuyện, một là đó những vi sinh vật có từ nó tiết ra độc, với những chất độc đó khiến cho cái vùng có vi sinh vật đó là bị rối loạn thì chúng ta cũng có bệnh. Cái thứ hai, bản thân nó cũng muốn ăn yên ở yên và xâm nhập vào trong cơ thể chúng ta, nhưng nó chỉ làm việc của nó cho nó không muốn mình biết. Nhưng mà cơ thể mình phát hiện được, điều động hải lục không quân để tấn công. Quá trình tấn công virus hay vi sinh vật đó với một ý nghĩa rất tốt đẹp là để diệt cho hết kẻ lạ, nhưng quá trình đó có thể gây rối loạn cho chức năng tại vùng bị nhiễm trùng và dẫn đến bệnh. Tiến triển của bệnh thì có thể cấp hay mạng, và kết quả thì may mắn là đa số lành, nhưng có trường hợp có biến chứng, có tử vong, hoặc là sau khi lành thì không còn như xưa nữa, bị di chứng. Ví dụ như là những người sau viêm màng não do liên cầu lợn đôi khi bị điếc, điếc suốt đời, hoặc là bây giờ chưa có sẽ có biến chứng xa như là nhiễm virus viêm gan siêu vi B, có thể biến thành viêm gan siêu vi cấp rồi chuyển qua màng, và 15-20 năm sau mới xơ gan hoặc ung thư gan và bệnh nhân sẽ tử vong sớm. Như đã nói, cơ thể chúng ta có hai hệ để đề kháng. Một là hệ đề kháng không đặc hiệu. Gọi là không đặc hiệu là bởi vì virus, vi khuẩn, vi ký sinh trùng nó cũng phản ứng giống nhau. Còn đặc hiệu là ví dụ như với vi khuẩn là mà đúng con tên gì nữa đấy. Ví dụ như với Salmonella typhi thì nó chỉ phản ứng với Salmonella typhi thôi. Con khác nó không phản ứng, thì gọi là đặc hiệu. Thì cơ chế đề kháng không đặc hiệu là tất cả các phương tiện mà mới gặp lần đầu là chúng ta đã ngăn cản được nó và đánh nhau với nó rồi. Ví dụ về mặt cơ học và vật lý như là da của chúng ta là ngăn cản được tất cả các vi sinh vật trong không khí ao vào nội môi của mình. Nó chỉ dính bề mặt mình tắm rửa nó là bay ra ngoài. Sự lưu chuyển của các dịch nước mắt, nước mũi, nước bọt, vân vân, dịch âm đạo, vân vân, thì là bao nhiêu nó mà có lợn có vô lại ở trong thì nó chuyên ra lại. Nó cũng thải ra lại. Để không thoa sâu được. Sốt là một cái phản ứng của nội môi, nhưng mà làm kìm hãm lại sự phát triển của vi sinh vật. Các vi sinh vật gây bệnh là nó tìm thấy ở trong cơ thể chúng ta một nơi rất lý tưởng để phát triển. Thức ăn sẵn, gì cũng sẵn, nơi ở thì là không có kẻ lạ khác, không có ai cạnh tranh với mình, và nhiệt độ thích hợp. Nó chỉ sợ hai cái, một là hệ miễn dịch của mình tới đánh, và hai là môi trường mình tự thay đổi để chống nó. Thì một trong những cái từ thái độ mình là đưa nhiệt độ lên cao. Nhiệt độ lên cao thì nó ngất ngư, nó không sinh sản được. Và như vậy là thất bại trong việc là nhân lên. Tất nhiên là khi mình ức chế nó thì mình cũng ngất ngư theo. Vì tế bào của chúng ta, đặc biệt là não, cũng quen sống trong môi trường nhiệt độ thấp. 37 độ, bây giờ đưa lên 40 độ là nó cũng phiền. Nhưng mà đó là cơ chế để làm cho vi khuẩn cuối cùng yếu đi. Đó, virus yếu đi. Để cho hệ miễn dịch có, mà trong trường hợp nào hệ miễn dịch lại tăng lên để diệt địch cho nhanh. Nhiều bệnh không có thuốc vì ở trong rừng sâu chưa ra kịp, vì thất cơ lỡ vận, trời mưa gió mưa bão vân vân, rồi nằm liều mà nếu sốt vài ngày rồi hết, thường thường là các virus. Tương tự như vậy, các tính chất hóa học, cái tính axit của các axit béo ngoài da, của dịch vị, hoặc là tính kiếm mật, các nơi nồng độ oxy cao, độ biểu vi khuẩn kỳ khí vân vân, hoặc là các tác nhân khác ở trong cơ thể
các dịch tiết có chứa urea, vì chữ da và niêm mạc có một cái hệ thống người ta gọi là manta, viết tắt của chữ mucosa tissue, lymphatic tissue, tức là hệ thống lympho ở dưới da và niêm mạc. Hệ mà kẻ địch vi sinh vật xuyên qua được da và niêm mạc thì bị đóng đầu ngay tức khắc. Đó. Trong đó có chứa các tế bào lăng rạch kháng, các tế bào đuôi gai và các đại thực bào tại chỗ. Trên một số hình ảnh minh họa, thầy đi nhanh bởi vì cả những các em đã học quá trong sinh lý bệnh rồi. Về cơ chế đề kháng đặc hiệu thì thực ra chúng ta gọi là hệ miễn dịch đặc hiệu có hai nhánh, nhánh thể dịch và nhánh trung gian tế bào. Cả hai đều tạo ra kháng thể cả. Tuy nhiên cái nhánh thể dịch đó là do các tế bào từ trong tủy xương ra, và các tế bào lympho trong tủy xương ra, nó biến thành tương bào và cuối cùng tương bào vỡ tạo thành các kháng thể có năm loại: IgG, IgM, IgD, IgE và IgA. Thì M và R là ở trong máu, A là trong các dịch tiết, E là ở trong các cái tế bào mass và hay gây dị ứng, còn D chưa rõ. Còn trung gian tế bào là do các tế bào lympho T, là bởi vì từ tủy xương ra đầu tiên lúc chúng ta còn nhỏ là nó đến cái tuyến ức đã, tuyến ức tiếng Anh là thymus, nó nằm ở đó sau được huấn luyện để trở thành cái tế bào có thập quyền miễn dịch. Thì chúng ta có các tế bào T và phân biệt nhờ vào các cái phân tử có trên bề mặt của nó, CD4, CD8, CD vân vân. Thì người ta gọi là miễn dịch trung gian tế bào. Đây là một số hình ảnh minh họa về tế bào lympho T và B. Tóm lại bài hôm nay thì cái gì các em biết rồi, học rồi, miễn dịch học rồi, ký sinh học rồi, dịch tễ học rồi. Nhưng mà nhắc lại thì nói là để chúng ta nhớ lại những cái khái niệm cơ bản để trong bài 6, những bài sau chúng ta sẽ ứng dụng. Thì đó là bài thứ nhất. Có thể chúng ta nghỉ khoảng 5 phút nhé. Và rồi chúng ta vào bài thứ hai. Còn nếu các em không mệt thì chúng ta làm luôn bài thứ ba.